Dạ thưa ba, ba cho con xin phép được đưa vợ con về nhà. Cổ đang bầu bì như vậy mà con không ở bên chăm sóc, con thấy mình tồi tệ lắm ba. Giờ tôi không biết nói với sao chồng. Tôi đã nhiều lần rồi nói với con gái tôi, nhất là cái lần đầu tiên đó, nó cũng vì số nợ của cậu đó mà cái bọn giang hồ tới kiếm chuyện với nó. Tôi này phải đem tiền ra đưa cho họ, họ mới tha cho kìa. Rồi bây giờ đó, nó bụng mang dạ chữa, cậu thì ngày ngày cứ cờ bạc, gây thêm nợ nần nữa. Rồi cậu nghĩ sao? Cậu đòi tôi đưa con cho cậu chăm sóc hả? Tôi làm cha làm mẹ kiểu gì đây? Dạ thưa ba, mấy ngày nay á, con không có chơi cờ bạc, cũng không có chơi đánh đề gì nữa hết trơn á. Con đã đi kiếm việc làm rồi. Ba tin con một lần đi ba, con hứa là con không làm khổ Nguyệt nữa đâu. Thôi cậu làm cha cậu cũng hiểu cho tôi chứ. Thôi tôi mệt rồi, cậu đi về cho tôi nghe. Hơn ba ơi, nhưng mà không có nhân nghĩa gì hết, cậu đi về ngay. Còn không đi á, tôi kêu công an xuống nhà bây giờ đó. Con về. Nhưng mà ba ơi, ba suy nghĩ lại giùm con nha ba. Tôi hỏi cậu về chưa? Con chỉ muốn nói chuyện với em Nguyệt và gặp tôi. Tôi nói Nguyệt. Cậu đi về ngay. Đây, mồi về rồi đây bác ơi. Bác, có chuyện gì sao bác ngồi thở dài vậy? Ba đã lo nghĩ chuyện của chị Nguyệt nữa hả? Có suy nghĩ gì đâu. Thôi mấy đứa mua đồ về rồi thì đem ra sau bếp đi. Bày ra rồi bác cất đồ xong mới xuống sau nha. Minh, đem đồ xuống bếp dọn ra đi. Nhớ để riêng đồ chua ra nha. Anh ngồi nói chuyện với ba một chút. Dạ. Thôi ba với anh nói chuyện xong rồi xuống luôn nha. Mấy ngày nay á, bác suy nghĩ chuyện của vợ chồng con Nguyệt phải không bác? Con thấy bác gái á, cũng không có vui vẻ, nói chuyện như lúc trước nữa. Con cũng suy nghĩ lắm. Mà con suy nghĩ chuyện gì? Hồi trước á, con thấy hai đứa nó thương nhau, tưởng đâu là có một cặp vợ chồng hạnh phúc. Dạo gần đây á, thằng Luân nó gây nợ, nó đánh số đề số đuôi cờ bạc, nó làm khổ con Nguyệt đến nỗi mà con Nguyệt á, nó phải dọn đồ về đây ở luôn. Có nhiều lần con thấy con Nguyệt nó ra nhà sau, nó khóc với bác gái á, con nhìn con thấy thương em nó quá bác à. Bác còn biết nói sao nữa, tụi nó thấy cũng còn tình cảm với nhau lắm. Nhưng mà nói thật á, bác không muốn thấy cái tình cảnh mà con Nguyệt nó phải đi làm đầu tắt mặt tối kiếm tiền để trả nợ cho thằng Luân. Con hiểu mà, rồi chưa đâu, sống cho cuộc sống thấp thỏm lo âu, không biết cái bọn mà cho vay nó tới nó đánh lúc nào, sống chết ra sao nữa. Mà bây giờ con biết không, đó con thấy con Nguyệt bây giờ đang mang bầu mang bì vậy, rủi có chuyện gì thì sao con? Bác thì, lo lắm. Thì đó, hồi trước á, con cũng nhậu với thằng Luân mấy lần, nó cũng hứa khăng khăng, nó hứa với con là nó sẽ không cờ bạc, nó lo làm ăn, nó không làm khổ con Nguyệt nữa. Mà bác nghĩ coi, lưỡi không xương á, thì nhiều đường lắt léo. Thiệt, thằng này tệ thiệt, chứng nào tật nấy, con nói nó không có nghe. À bác à, mai mốt nó mà qua nó xin dắt con Nguyệt về bển á, bác đừng có cho nha, mất công á bác cũng bị nó gạt giống như nó từng hứa với con vậy đó. Nó có năn nỉ hay là nó giải thích cái gì á, bác cũng đừng có nghe, cứ để cho em Nguyệt ở đây đi thì cái gia đình này nó mới yên ấm được. Chạy lại đây làm cái gì nữa đây? Dạ, hồi nãy con để quên trên xe. Ba cho con gửi lon sữa cho vợ của con.
Thưa ba, con về. Chào anh Mạnh, em về rồi. Ừ. Em gửi. Cảm ơn anh nha. Nguyệt, về với anh đi. Anh hứa là không làm mẹ con em khổ nữa đâu. Đây nè, bữa giờ anh đi phụ người ta bán kẹo kéo, kiếm được nhiêu đây tiền nè, em cầm đi. Rồi về nhà, anh hứa là anh sẽ để dành để lo cho em sinh con. Sau khi sinh xong, tụi mình sẽ đi đăng ký kết hôn nha. Về với anh nha. Muộn rồi anh. Anh cầm số tiền này á, gom góp đem về trả nợ cho người ta đi. Em với anh không thể nào quay trở lại như ngày xưa được nữa đâu. Em nộp hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động rồi. Sau khi sinh con, em sẽ gửi cho ông bà ngoại, rồi em đi luôn. Anh đừng cố gắng nữa. Sao vậy? Em cầm đi, bộ nói gì sai hả? Không, anh giữ đi, anh đi về đi. Đừng có bỏ anh mà. Anh hứa anh sẽ không làm khổ em nữa đâu. Đau quá, đừng có làm như vậy mà. Anh điên rồi hả? Anh buông tôi ra coi. Em không có được bỏ anh. Anh yêu em lắm hiểu không? Buông ra. Em không có được bỏ anh. Buông ra coi. Làm như vậy hả? Buông nó ra. Nguyệt, đi vô nhà đi em, để anh lo cho. Anh làm cái gì vậy hả? Con vợ mày đang có bầu, mày làm gì mà mạnh tay với nó vậy hả? Tao chưa thấy người chồng, người cha nào mà đốn mặt như mày hết á. Chuyện của gia đình tôi không cần anh xen vào. Tôi biết bộ mặt thật của anh rồi. Sao? Chính anh là người đã đặt điều nói xấu tôi trước mặt ba của Nguyệt. Bởi vậy, cho dù tôi có nài nể cỡ nào á, ba cũng không cho tôi gặp Nguyệt. Bây giờ vợ tôi không chịu quay về với tôi, anh vừa lòng rồi chứ gì? Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì sai để tôi bị như vậy hả? Tao không cần biết mày làm cái gì hết á. Tao không có nghĩa vụ để mà giải thích với mày. Tao nói cho mày biết, mày mà còn lảng vảng qua đây mày quýnh em tao nữa nha, là tao không tha cho mày đâu đó. Bây giờ mày đi chưa? Mày đi không? Mày mà lảng vảng ở nhà tao á, tao giết mày chết. Được rồi, tôi đi. Nhưng mà tôi không có để yên chuyện này đâu. Hồi trước á, con cũng nhậu với thằng Luân mấy lần. Nó khăng khăng, nó hứa với con là nó sẽ không cờ bạc, nó lo làm ăn, nó không làm khổ con Nguyệt nữa. Lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo, trứng nào cạp nấy. Mai mốt mà qua, nó xin dắt con Nguyệt về bển á, bác đừng có cho nha. Nó có năn nỉ hay là nó giải thích cái gì á, bác cũng đừng có nghe. Cứ để cho em Nguyệt ở đây đi, thì cái gia đình này nó mới yên lắm được. Chính anh là người đã đặt điều nói xấu tôi trước mặt ba của Nguyệt. Bây giờ vợ tôi không chịu quay về với tôi. Anh vừa lòng rồi chứ gì? Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì sai để tôi bị như vậy hả? Tao không có nghĩa vụ để mà giải thích với mày. Mày mà lảng vảng ở nhà tao á, tao giết mày chết. Bơi người ta, thằng Lương nó giết tôi. Nó làm gì vậy? Mạnh, cứu. Bị cáo Nguyễn Thành Luân, vì sao bị cáo lại giết hại bị hại là Đặng Văn Minh, em vợ của mình, và Trần Văn Mạnh, cũng là anh họ bên vợ của bị cáo, một cách tàn nhẫn như vậy? Thưa hội đồng xét xử, lúc đầu bị cáo không hề có chủ ý giết người, nhưng do anh Mạnh nhiều lần nói xấu bị cáo trước mặt vợ, khiến cho bị cáo không thể hàn gắn với vợ. Vì quá bức xúc anh Mạnh nên bị cáo mới ra tay. Còn em Minh là do trong lúc giằng co, bị cáo đã lỡ tay, không có vợ, thực sự bị cáo sống không được,
vì bị cáo yêu vợ nhiều lắm. Cũng vì quá yêu vợ nên bị cáo muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho vợ con, mà sa chân vào con đường cờ bạc rồi gây ra nợ nần. Thật sự từ lúc vợ bị cáo về bên ngoại, bị cáo rất đau lòng. Bị cáo cũng đã nhiều lần năn nỉ ba vợ để hòa giải với vợ, nhưng không được. Nếu bị cáo thật sự là người yêu thương vợ con thì bị cáo nên tìm việc làm để kiếm tiền lo cho vợ con, chứ tại sao phải đi chơi cờ bạc lô đề về mang nợ nần cho vợ con vậy? Và cho dù bị hại Mạnh có thực sự đặt điều nói xấu bị cáo như lời bị cáo đã khai, thì tại sao bị cáo không tìm cách nói chuyện để minh bạch cho mình, mà lại dùng cách giết người để giải quyết mâu thuẫn? Bị cáo không có ý thức được rằng giết người thì chính bản thân bị cáo cũng sẽ phải đối diện với bản án có thể là tử hình hay sao? Thật sự lúc đó một phần do bị cáo ấm ức anh Mạnh và buồn chuyện gia đình, một phần vì do quá uống nhiều rượu nên không kiềm chế được hành vi, nên đã gây ra chuyện. Bị cáo nghĩ lại, bị cáo cảm thấy rất hối hận. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thành Luân đối với bị hại Đặng Văn Minh và Đặng Văn Mạnh là hết sức dã man, thể hiện tính côn đồ và đặc biệt nguy hiểm. Mặc dù trong quá trình điều tra, bị cáo Luân đã có thái độ thành khẩn khai báo và thừa nhận mọi tội lỗi của mình, nhưng vẫn cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để đủ sức răn đe và giáo dục. Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình về tội giết người đối với bị cáo Nguyễn Thành Luân. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp của bị hại chị Đặng Thị Thu Nguyệt đứng lên để trả lời câu hỏi hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Nguyễn Thành Luân? Thưa hội đồng xét xử, từ lúc yêu rồi cưới nhau, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh Luân tiền bạc vật chất gì to lớn cả. Tôi chỉ mong sao vợ chồng chung sống hạnh phúc, ảnh tìm được một việc làm ổn định, rồi cùng nhau dành dụm nuôi con. Vậy mà anh lại đi theo người ta, rồi sa chân vào con đường cờ bạc. Sau khi chơi cờ bạc rồi mang nợ, lúc nào tôi cũng sống trong cảnh sợ hãi, không biết chủ nợ tới đòi tiền rồi đánh lúc nào. Chính lúc tôi biết mình mang thai, tôi mới quyết định mình phải dứt ra cuộc sống khổ sở này. Vậy mà anh lại đẩy gia đình tôi lâm vào cảnh khổ khác. Bây giờ tôi không còn biết nói gì nữa hết á. Xin hội đồng xét xử hãy dựa theo pháp luật mà xét xử. Xin mời chị ngồi xuống. Mời đại diện hợp pháp người nhà của bị cáo, bà Phạm Minh Ngọc đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có ý kiến gì về bản cáo trạng luận tội mà viện kiểm sát đã dành cho bị cáo Nguyễn Thành Luân hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi vô phước cho nên chồng mất sớm, một mình phải nuôi con, cho nên thằng Luân nó cũng sống trong nhiều khổ cực. Tuy rằng là tôi không có ăn học đàng hoàng, nhưng tôi chưa bao giờ dạy nó đi giết người ta như vậy, mà không ngờ nó đi làm như vậy. Bây giờ tôi kính xin hội đồng xét xử xem xét khoan hồng để cho nó có con đường sống trở về nhà, để những năm cuối đời của tôi còn có người mà nương tựa. Xin mời bà ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Thành Luân, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, bị cáo muốn gửi lời xin lỗi tới anh Mạnh và Minh. Anh xin lỗi em, xin em hãy ráng thương con và nuôi con khôn lớn, đừng để nó phải sa ngã giống như anh. Con xin lỗi mẹ, nếu con không sống nổi, mẹ ráng
thương vợ của con và nuôi các con còn khôn lớn. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án qua phần thẩm vấn công khai và tranh luận tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thành Luân với bị hại Đặng Văn Minh và Đặng Văn Mạnh là hết sức dã man và đặc biệt nguy hiểm. Mặc dù trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Luân đã tỏ ra ăn năn hối cải, nhưng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, không thể cải tạo được, nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn mới đủ sức răn đe và giáo dục chung. Áp dụng điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Luân mức án tử hình vì tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Lòng thù hận khiến lý trí con người ta trở nên mù lòa. Sự giận dữ sẽ đưa đến những quyết định sai lầm, để rồi chính họ phải trả giá đắt những nhát dao báo thù oan nghiệt của bị cáo đã gây nên thảm kịch đau thương, khiến hai nạn nhân bỏ mạng oan uổng. Bản thân bị cáo cũng phải trả giá đắt cho tội ác bằng án tử nghiêm khắc của hội đồng xét xử. Nếu biết trước hành động của mình chẳng những không cứu vãn được cuộc hôn nhân đang dần tan vỡ của bị cáo, mà còn khiến cho người vợ bị cáo từng nói rất yêu ấy thêm đau lòng khi chồng bị án tử và em trai lại mất mạng một cách oan uổng, thì chắc hẳn bị cáo đã không ra tay một cách mù quáng như vậy. Đây cũng là bài học cho chính mỗi chúng ta. Trong cuộc sống, mọi phút giây nóng giận đều có thể khiến ta mắc sai lầm. Nè, 10 ngàn. Mệt, con về nhà xíu, nghỉ xíu. Làm cả đêm rồi mệt quá. Chiều hôm qua giao hàng cho. Sao ở trong nhà con vô ngủ, về nhà chi cho mất công vậy con? Dạ thôi mà, vô ngủ á, hồi cậu về ông la con nữa. Ừ thôi về đi, rồi chiều chiều qua giao hàng cho mợ nha. Nghỉ ngơi cho nó khỏe, rồi tối còn trực bánh nữa đó. Dạ, biết rồi. Thôi về đi. Ok, hôm nay đang làm gì đâu rồi mày? Dạ. Dạ, con về nghỉ xíu cậu. Nó làm từ hồi tối tới bây giờ rồi. Bây giờ nó về nó còn nghỉ ngơi để mà nó còn trực bánh nữa. Ông á, cứ đi nhậu hoài, không có biết gì hết trơn á, về đây cứ la nhỏ. Ba thì giỏi bình nữa lên, ha. Tao á, mà gỡ bằng mày á, ta làm gấp 3, gấp 4 lần mày kìa. Làm nhiêu sang mệt. Dạ, giờ cũng đâu có còn việc gì làm đâu cậu. Con dọn dẹp xong hết rồi, giờ con về nghỉ xíu. Chiều con qua ăn giao hàng. Trời ơi, chị cũng đầu mày. Trời ơi trời. Tao mà không có dắt mày vô đây làm á, mày chỉ có nước đi ăn mày. Không biết mang ơn rồi mày đặt giả treo nữa. Ông làm cái gì vậy? Trời đất ơi, con nhỏ làm từ tối giờ chứ có nó có đi chơi đâu. Ông nhậu xỉn về là ông kiếm chuyện với nó à? Phải chi á, mà nó hả, đi chơi á, nó làm sai, làm biến cái gì á, thì ông la nó. Mệt không quá? Bà, chị đừng có đứng bên nữa thôi. Mày mốt á, nó leo lên đầu tôi với bà nó rồi. Ha, mướn nó về làm, chứ không phải mướn về làm ông nội. Còn mày á, dám làm được thì làm không được thì biết. Mất dạy, tao nói chuyện với mày đi đâu mày? Hả? Thôi mất dạy. Thôi đủ rồi. Người của ông á, biết rồi, ông quá đáng à. Ông làm tôi coi không được rồi đó. Làm gì coi không được? Làm cái gì? Thì tự ông kìa. Ông suy nghĩ lại mình đi. Hả? Mỗi lần uống rượu về xỉn là gặp một nhỏ là kiếm chuyện với nhỏ hả? Phải chi mà nó làm sai, nó làm bậy cái gì mình la nó. Còn đằng này, trời ơi thiệt á. Ông á, ông làm riết tôi chịu không ông nội. Nó động ra ra cái bà Binh ha.
Ủa sao về sớm vậy con? Ở bển hết việc rồi, con về nghỉ xíu chiều con đi làm nữa má. Sao cậu kiếm chuyện nữa hả con? Dạ mà thực sự có ức chế lắm má. Con làm thâu đêm như vậy á, sáng xin về nghỉ có tí xíu á, cậu đi kiếm chuyện với con mà có phải con lười biếng gì đâu. Tất cả mọi chuyện á con đều làm hết á, ổng thì nhậu suốt ngày à. Đã vậy ổng không thương con thôi, ổng về ổng chửi con hoài à. Không thương mợ hả? Con nghĩ làm ở chỗ đó lâu rồi. Hay là làm được á thì làm con, làm không được thì nghỉ đi con, chứ làm riết vậy hoài á mất tình cậu cháu á con ơi. Mà thôi má đừng có lo, cậu xỉn vô á cậu nói vậy thôi á, chứ bình thường á cậu tốt với con lắm, cậu thương con lắm. Thôi con vô ngủ á, chiều đi làm. Tôi á, tôi cũng thương cháu lắm mà cô cũng biết tánh con Thắng rồi. Ông mà nhậu vô một cái giống như điên vậy đó, ông hết kiếm chuyện người này cái kiếm chuyện người khác đó. Hồi nãy về á, gặp thằng Bảo á rồi chửi, rồi quay qua tôi làm một chập mới chịu đi ngủ á. Trời ơi, anh của em là em biết tánh ổng chứ chị, bởi vậy đó em mới nhờ chị khuyên ổng giùm em. Thằng Bảo nó lớn rồi mà hở ra cái ông chửi, hở ra ông đánh tội nghiệp nhỏ chị. Mà nó chăm chỉ hiền lành chứ nó có hư hỏng gì đâu, chị thấy không? Tánh nào sao? Con mày nó là biết đâu được nguyên ra đó hay sao? Em nói cho anh nghe nè, em nói cho anh nghe. Nó có sai á, cái anh nói nó sửa. Chứ hở ra anh la, hở ra anh chửi, anh đánh nó vậy á, tội nghiệp nó. Bộ anh không có thương cháu hả anh? Tao không có thương nó, tao không có đem cái gì để làm. Tao không có cho mẹ con mày ở trên đất của tao, hiểu không? Thôi được rồi, ông á càng ngày tánh nó càng nóng à. Cái gì cũng từ từ. Đó không, mỗi lần mà ông cứ xỉn về ông cứ la nhỏ hoài à, mà ông nói nó làm biến như vậy là không có đúng đâu, tôi không có chịu, nó quan đó. Giờ á, sẵn có anh chị đây nè, em cũng nói luôn, cháu nó sai đâu á thì anh nói nó sửa đó. Chứ anh cứ chửi, anh cứ la, anh cứ đánh nó hoài tội nghiệp nó anh. Giờ em hỏi thiệt anh nè, sao mà anh ghét Bảo dữ vậy anh? Thấy chướng mắt à? Được. Chị, khuyên ổng bỏ rượu đi chị. Chứ từ hồi ổng nhậu rượu tới giờ hả, em thấy sao tánh nết của ổng thay đổi quá trời luôn à. Trời ơi, tôi cũng khuyên ổng hoài à. Mà tánh ổng lạ lắm. Bình thường á, thì ổng cũng thương nó dữ lắm. Mà ổng còn kiếm cái này cái kia cho nó ăn nữa. Mà hả, mà nhậu xỉn vô một cái à, là cứ cái tối ngày đi kiếm nhỏ gây vậy đó. Bực mình vậy. Lắc thử coi nó chắc chưa? Dạ, cứng lắm rồi cậu. Thôi con đi nha cậu. Ờ. À, bà. À, còn nói nghe. Dạ, nghe không? Cậu sai, cậu nóng quá. Cậu là con, đừng buồn cậu nghe. Dạ, con biết mà cậu. Nhưng cậu uống ít thôi. Uống nhiều hại ruột hại gan lắm. Thôi, con đi giao bánh nha cậu. Rồi, đi con, cậu biết rồi. À, đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hả? Ủa, con đi giao bánh hết rồi đó hả? Mà sao đi lâu vậy con? Dạ hết rồi mợ. À mợ, có cái này nãy có đi Tiên An Tiểu Thuốc Nam á, mua cho cậu giải độc mát gan. Mà này là gì vậy? Dạ thuốc giải độc mát gan mợ. Ủa mà cậu đâu rồi mợ? Trời đất ơi, lúc mà con vừa đi giao hàng là ông đi rồi. Mợ cũng không biết ông đi đâu nữa, chắc đi nhậu chứ gì. Mà chắc không có đâu, tại cậu nói với con là cậu bớt nhậu lại rồi. Nói mày vậy hả? Dạ. Thôi con vô rửa mặt hả nha. Ờ thôi vô con vô đi. Bảo về hả? Sao đậu xe kiểu gì hả? Chắc nó sợ nắng nó dựng vậy mà. Ông đi xỉn nữa rồi phải không? Bảo đâu rồi? Bà kêu là Bảo á, ra đây chở tôi đi mua một mình. Để cho nhỏ nó nghỉ một chút đi. Giờ muốn mua bột mì thì mình gọi điện thoại chứ mắc chứng gì mà phải đi tới mua chi cho nó mất công vậy. Nói cho ra. Hỏi lên. Cứ đi về làm công, chứ phải bước về làm ông đội. Ông làm gì dữ vậy? Hỏi làm ăn gì hết à? Ba mẹ nó cho mày được. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Hả? Ông làm cái gì vậy? Trời ơi là trời. Cậu điên hả? Cậu làm gì vậy? Cậu dừng lại đi cậu. Đồ tao ta đập đi quay tới mày. Dám sâu lại mày. Đó, ông ơi, ông ơi. Đồ ông ơi, ông ơi. Làm gì vậy cậu? Cậu dừng lại đi cậu. Buông lại. Dừng lại đi. Ông ơi, ông làm cái gì vậy? Từ từ bớt nhanh lên đây. Ông làm cái gì vậy? Ôi trời ơi trời. Ông làm cái gì? Dạ bây giờ trời ơi. Tụi nó ông ngược lại vô ra. Cho mày biết nha. Đồ tao ta đập. Ha, không liên quan nữa mày. Đồ con quan. Trời ơi, ông điên rồi hả? Ông chỉ vô nói cái gì vậy? Hả? Ông nói cái gì vậy? Con. Giờ tao hả? Hả? Ủa, đặt ta hay vậy? Con. Hả? Nghe lời mở đi về đi con. À, trời ơi. Tụi nói ông nghe không? Đi về đi con. Nghe lời mở. Đi về đi con. Không. Ông quá đáng lắm. Trời ơi. Ông 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 ơi. Trời ơi là trời. Ủa sao về sớm vậy con? Xe đâu rồi? Dạ cũng để bển rồi. Cô đi sớm về á. Cậu cũng xỉn vô không kiếm chuyện với con. Kỳ này á, chắc con nghĩ làm ở đó luôn á má. Má con mình chọn nhà trọ ở đi. Ở đây á, có ngày ổng đuổi có ngày á. Bây giờ á, má nói con nghe làm được thì làm không được á thì nghỉ. Má theo con quyết làm sao má chịu theo vậy đó. Ha. À đâu rồi? Anh ơi. Anh có chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì vậy? Bớt nóng anh ơi. Bớt nóng anh ơi. Có chuyện gì vậy anh ơi? Anh ơi bớt nóng anh ơi. Anh có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Bảo con mày nó ngon lắm ha. Dám chửi nó tao luôn ha. Lo cho công ăn việc làm, cho chỗ ở. Bây giờ mẹ con mày đối xử với tao vậy hả? Cậu cho mày mai. Đi ra khỏi nhà tao liền. Nói sai cái gì? Nói sai cái gì anh nói cho em nghe rồi em dạy con em lại. Chứ anh nóng quá như vậy rồi làm sao? Đâu có sai gì mấy ha. Chửi với tao ha. Sai gì mấy đó ha. Anh ơi, okay. Anh ơi bớt giận anh ơi. Mày ra đi. Giết mày đi. Buông ra. Buông ra. Nè, ông vừa phải thôi nha. Ông đánh tôi đủ rồi. Qua đánh má tôi nữa hả? Anh ơi. Con ơi! Bị cáo Hồ Quang Bảo, tại sao bị cáo lại có hành động dùng dao đâm bị hại cũng là cậu ruột của mình, là ông Hồ Minh Thắng? Dạ, thưa hội đồng xét xử, mỗi lần cậu của bị cáo đi nhậu về á,
đi kiếm chuyện gây sự rồi đánh bị cáo. Hôm đó cậu bị cáo ra tay đánh bị cáo. Bị cáo cố nhẫn nhịn bỏ về nhà để im chuyện, nhưng mà cậu của bị cáo vẫn không chịu buông tha cho bị cáo. Cậu bị cáo qua tới nhà để gây sự. Đã vậy cậu còn ra tay đánh má của bị cáo. Lúc đó bị cáo rất là tức giận, không kiềm chế được, cho nên mới ra tay đâm cậu. Cậu bị cáo quậy phá, chửi bới, nhưng ông hành động trong lúc có rượu. Lẽ ra bị cáo phải bình tĩnh, kêu gọi mọi người đến để can ngăn, chứ tại sao lại dùng dao đâm và đâm rất nhiều nhát vào cậu mình như vậy? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo lúc đó bị cáo không có suy nghĩ được như vậy. Lúc đó trong đầu của bị cáo á, chỉ có những suy nghĩ về hình ảnh mà lúc cậu về say xỉn đánh đập bị cáo. Bị cáo không kiềm chế được nên mới đâm cậu. Vậy những lúc không say, bị hại là người như thế nào? Dạ thưa hội đồng xét xử, những lúc bình thường á thì cậu rất là vui vẻ, với lại rất là thương bị cáo. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và qua diễn biến phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Quang Bảo đối với bị hại Hồ Minh Thắng là tội giết người. Bị cáo với bị hại vốn có quan hệ ruột thịt, nhưng vì những mâu thuẫn trong cuộc sống, thay vì cách hành xử văn minh, thì cả bị cáo lẫn bị hại đều chọn phương pháp bạo lực. Bị hại Thắng đã nhiều lần đánh đập, chửi bới và có những lời lẽ xúc phạm gây nên ức chế cho bị cáo Bảo. Tuy nhiên, hành vi dùng dao đâm nhiều nhát khiến bị hại mang thương tật của bị cáo Bảo là rất nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt từ 7 đến 10 năm tù đối với bị cáo Hồ Quang Bảo về tội giết người, và đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền là 26 triệu đồng. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời ông Hồ Minh Thắng là người bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Cháu ông đã chịu nhiều thiệt thòi nghèo khó, đến chỗ ông làm công ăn lương rất cực nhọc, vất vả. Đáng lẽ ông phải thương yêu, bù đắp cho cháu, nhưng đằng này ông lại cư xử với cháu như vậy. Ông cảm thấy thế nào về cái việc làm của mình? Kính thưa hội đồng xét xử, bình thường thì tôi cũng rất thương yêu nó, chứ không có thành kiến gì với nó. Nhưng không hiểu sao khi uống rượu vô tôi lại hành động như vậy. Nay chi việc xảy ra như vậy, tôi rất là ân hận. Ông có uống rượu nhưng vẫn còn ý thức được. Ông vẫn chạy xe một quãng đường từ nhà ông đến nhà bị cáo. Chính hành động truy cùng đuổi tận đã dồn cháu mình vào bước đường cùng. Còn ông thì suýt nữa thì mất mạng. Ông nghĩ sao khi người đời nghĩ rằng chính ông là người đưa đứa cháu mình vào tù ở cái tuổi còn rất trẻ? Thưa hội đồng xét xử, tôi biết lỗi của tôi rồi. Sự việc xảy ra như vậy cũng là do lỗi của tôi. Cho nên tôi xin hội đồng xét xử xem xét và miễn tri cứu trách nhiệm hình sự cho Bảo. Còn nếu tôi cũng không đòi hỏi phải bồi thường thiệt hại gì hết, chỉ mong cháu nó được miễn tù nhờ hội đồng xét xử xem xét. Việc này hội đồng xét xử sẽ xem xét mức án đúng người đúng tội. Mời ông ngồi xuống.
Mời chị Hồ Thị Hoa, mẹ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo Bảo hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử. Con tôi hồi đó tới giờ nó làm chăm làm, nó không có liêu lỏng chơi bời, nó không ấu đả gì với ai hết. Nhà tôi nghèo, bản thân tôi không có sức khỏe. Con tôi về làm với cậu để gần nhà mà có điều kiện chăm sóc mẹ và có tiền để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Xin quý tòa giảm nhẹ án cho con tôi. Mời bạn ngồi xuống. Bị cáo Hồ Quang Bảo, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Con xin lỗi má, chỉ vì một phút nóng giận mà con đã gây ra chuyện lớn như vậy khiến má phải đau buồn. Con xin lỗi cậu. Bây giờ bị cáo rất là ân hận, rất mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho bị cáo để có thể sớm trở về chăm sóc cho má. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Và mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Quang Bảo đối với bị hại Hồ Minh Thắng là giết người. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, bị hại cũng có lỗi khi là người gây kích động tinh thần cho bị cáo trước, khi bị cáo đã muốn lánh mặt để sự việc không vượt quá giới hạn. Nhưng bị hại vẫn tiếp tục tìm đến tận nhà gây chuyện, đánh đập, dọa dẫm, khiến tinh thần bị cáo bị kích động. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, được gia đình bị hại xin giảm án và không yêu cầu bồi thường. Xét những tình tiết giảm nhẹ, căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Bảo 7 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ án mà chính bị hại lại phải đi xin lỗi người nhà của gia đình bị cáo. Nhưng ngẫm lại và theo dõi toàn bộ quá trình vụ án, thì quả thật bị hại Thắng cũng chính là nguyên nhân lớn dẫn đến vụ việc. Tôi thương cho bị cáo Bảo khi em phải vào tù khi đang ở khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, mà nguyên nhân chỉ vì không kìm nén được lửa giận. Ước gì những người trong cuộc hành xử với nhau văn minh hơn. Ước gì thay vì những lời miệt thị, những cú đánh bị hại Thắng dành cho cháu mình là những lời khuyên nhủ, thì hậu quả đau lòng như phiên tòa hôm nay đâu diễn ra. Xong chưa? Hôm nay mày về nghỉ đi. Chuyện gì? Hôm nay mày tính công giùm tao nha. Tính công gì? Vợ tao nó sắp sinh mà, thiệt tình giờ tao không có bạc trong túi không? Mày không cảm đi, tao cũng nhận công trình của người ta mà. Chưa xong nên là chưa có tiền, với lại mày mới làm nửa tháng mà ứng tiền, sao tiền đâu tao đưa? Hay là mày cho tao ứng lương nha. Chứ tao thấy tao nghe thằng Nhật nó nói nó làm 3 tháng mà chưa có lương nữa. Sao tao thấy hoang mang quá à. Mày thông cảm đi. Tao đã nói với mày á, từ khi mày xin tao vô đây làm rồi, công trình của người ta là công trình khoáng, khi nào làm xong á người ta sẽ trả cho mình hết, chứ đâu có trả theo tháng như mày nói đâu. Với lại bây giờ mày làm chưa có đủ tháng nữa mà mày đòi ứng tiền, thì tiền đâu tao đưa cho mày? Thôi
Mày nói gì thôi tao nghĩ làm. Tại vì tao làm cái này á, chủ yếu là tao lấy tiền, tao lo vợ tao nó sắp sinh tới nơi rồi. Còn giờ mày nói vậy, cái gì tao nói giúp gì cho vợ tao đâu. Không làm nữa rồi. Đấy. Ê, ê, ê. Trai. À, ba. À, ba về. Bài hả? Dạ. Ê, à, vô tắm đi rồi ra ăn cơm. Dạ. Em đang nấu ăn hay gì? Dạ, anh tắm đi rồi em dọn cơm ăn luôn nha. Thấy em lo lo vậy, có chuyện gì hả? Em đang lo lắm. Tự gì á, em thì cũng sắp sinh rồi, mà nhà mình á, không có còn đồng nào hết á. Em không biết là tiền đâu mà lo cho con nữa. Với lại cu Bin á, nó đi học về á, nó cứ méo máu khóc với em à. Ở trong lớp á, chỉ còn một mình nó là chưa đóng tiền học phí thôi. Thôi, à, đừng có lo quá. Không tốt cho em bé đâu. Tiền học Bin á, mai anh đi vay rồi đưa em đóng cô giáo. Với lại bên Dũng còn giữ anh 15 ngày công mà. Mai anh qua lấy. Sao mà vậy? Em nghĩ chắc không được đâu anh. Tại vì hồi nãy á, em mới gặp chị vợ của anh Dũng rồi. Chị nói á, là chị cũng đang gặp khó khăn. Mà bên nhà thầu á, chưa có thanh toán tiền cho chị nữa. Thì tiền đâu mà chị trả cho mình. Với lại á, hồi lúc trước á, người ta giúp mình nhiều rồi. Bây giờ họ đang khó khăn á, mình làm quá coi cũng kỳ. Thôi, yên tâm đi, anh lo được. Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới em bé đó. Uống nước đi. Theo tôi nắm được thông tin á, bên Dũng cũng chưa có tiền luôn. Tại vì bên thầu công trình á, chưa có giao tiền gì cho nó hết. Thôi, chỗ anh em thông cảm với nhau, thấy không? Ngặt nổi giờ, vợ ta nó sắp sanh tới nơi rồi. Rồi con tao nữa. Nói giờ là con mình nó là chưa đóng tiền trường luôn á. Thiệt giờ tao gói quá tao không biết sao luôn. Hay là mày có không? Mày cho tao mượn đỡ đi. Khổ ghê. Cũng anh em với nhau mà giờ tao cũng khó khăn quá, cũng không có giúp đỡ gì được cho mày hết. Đó. Mày là mày hên á. Mày mới làm có nửa tháng thôi. Thấy không? Còn tao nè. Tao làm 2 tháng không công. 2 tháng qua túi không có đồng bạc nào hết. Đó. Cái tiệm tập hóa của vợ tao á. Nó nhỏ xíu như vậy á. Nuôi 5 miệng ăn, thấy không? Tiền học, tiền hành, tiền điện, đốm, nước, đủ thứ hết trơn trời. Túi không có tiền. Đó, mày coi, tao gì có hơn gì được mày không? Vậy giúp đỡ mày sao đây? Trời, sao mà khổ, khổ cả đám vậy trời. À, hay là mày qua bên chỗ Nghĩa đi. Thằng Nghĩa hả? Không được đâu mày ơi. Sao vậy? Bữa tao dắt vợ tao đi khám bệnh thiếu tiền lắm. Giờ mặt mũi nào mà mượn nó nữa. Trời đất. Vậy bây giờ tính sao? Hay là tao qua tao đòi đại Dũng nha. Nó quản lý công trình không lẽ nhà nó không có vài triệu hay sao? Thôi vậy cũng được đi. Nhưng mà nè, mày qua bên chỗ thằng Dũng á thì nói năng sao để cho nó lịch sự, nhẹ nhàng nữa không? Để anh em sau này còn nhìn mặt nhau nữa. Tao biết cái tính mày rất là nóng, hư bột hư đường, thấy không?
anh em từ xưa giờ là mất tình cảm phải không? Mày làm như tao nóng nảy lắm vậy. Nói thiệt, mới đòi tiền nó đây, giờ đòi nữa kỳ lắm luôn á. Giờ hết cách thì sao vậy trời? Làm đại thôi chứ sao giờ? Khổ ghê. Thằng Dũng mày cũng qua, thằng Nghĩa mày cũng qua, bây giờ không may có hết. Tao là cũng đành bó tay thôi. Thôi, đành thư thư chờ ít bữa coi sao. Cũng chỗ bạn bè anh em, thôi mày thông cảm cho tụi nó, thấy không? Ủa? Ba quay nào vậy ba? Trời đất ơi! Vợ ở đâu? Mày đi đâu cả ngày á? Mà vợ mày chiến bụng đẻ không có ai đưa vô viện hết á. Điện thoại thì lại không được. Mai mà có má mày qua chứ không chết rồi. Ủa rồi vợ con đang ở bệnh viện nào vậy? Ở bệnh viện huyện kìa. Nhưng mà bây giờ nè, là mày đi xoay thêm tiền đi. Ở nhà còn có mấy trăm ngàn. Mà đi sanh đẻ là phải cả triệu á. Con mà sáng giờ con cũng đi xây tùm lum hết trơn mà không có ai cho mượn hết luôn. Thiệt khổ thiệt luôn hết trơn. À mà còn tiền mày làm phụ hộ bên Dũng bạn mày đó sao? Bạn bè gặp cái lúc khó khăn nó phải trả cho mày chứ. Đi đòi nó đi. Con có đòi nó rồi, đòi nhiều lần luôn á. Nó không có tiền luôn. Trời ơi, cái này là nó giật mày chứ. Không có tiền cái gì. Làm như 50-70 triệu, có 100 triệu gì mà không có tiền. Thôi, tao sắp xếp hết trơn rồi. Giờ mẹ ở nhà mày lo đi. Tao đi lên bệnh viện với má mày nha. Tao nhắn tin mày nhận được không? Tao nhận được rồi, mà tao chưa có tiền. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày làm gì vậy? Bình tĩnh nói chuyện. Rõ ràng lúc đi. Lúc nãy tình mày bạn bè cũ với tao á. Lúc mày thất nghiệp á, mày xin tao việc làm. Tao giới thiệu việc làm cho mày. Mà bây giờ có mấy triệu bạc à? Mày lấy dâu đây mày hùng mày chém tao hả? Tao không mày thấy á. Không trả tiền cho tao, tao giết mày luôn á. Tao nói là tao làm. Tao biết rồi. Mày đi về đi. Chiều tối tao đem tiền qua cho, bây giờ vợ tao đi làm đâu có tiền nhà đâu. Đây tới tối mày phải đem tiền qua đưa cho tao. Còn không á, tao đốt cả nhà mày luôn. Rồi tao biết rồi. Giờ tao lấy mấy bơ mày làm tin. Chiều đem tiền qua tao trả lại. Bị cáo Trần Minh Đăng, tại sao bị cáo lại có hành động đánh và cướp tài sản của bị hại Bùi Tiến Dũng? Dạ thưa hội đồng xét xử, tại Dũng giữ nửa tháng tiền lương của bị cáo mà Dũng không muốn trả cho bị cáo, mà vợ bị cáo thì cần tiền đi đẻ, người con bị cáo không có tiền đóng tiền trường nữa, mà bị cáo đòi Dũng nhiều lần Dũng không trả nên bị cáo mới làm điều vậy. Còn cái máy bơm thì bị cáo chỉ muốn đem về nhà để Dũng không có đồ để làm nghề thì Dũng sẽ trả tiền cho bị cáo. Nếu không có ý đồ xấu thì tại sao bị cáo lại mang theo dao rồi dùng cán dao đánh vào người bị hại, rồi còn nhắn tin khiêu khích đòi đốt nhà bị hại là sao?
Dạ, bị cáo mang con dao theo là chủ yếu là để hù dọa cho Dũng sợ, Dũng trả tiền cho bị cáo thôi. Còn đốt nhà là lúc đó bị cáo tức rồi nói vậy thôi, chứ bị cáo đâu có dám làm bậy gì đâu à. Mời chị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Minh Đăng đối với bị hại Bùi Tiến Dũng là tội cướp tài sản. Vì những mâu thuẫn trong vấn đề tiền công mà bị cáo đã gây hấn, uy hiếp bị hại nhiều lần, đỉnh điểm là hành vi đem dao, dùng cán dao đánh vào ngực bị hại, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là hành vi côn đồ, coi thường pháp luật nên cần được xử lý nghiêm. Căn cứ vào điều 168 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án từ 3 đến 5 năm tù về tội cướp tài sản. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Bùi Tiến Dũng là bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Tại sao không thu xếp trả tiền cho bị cáo để chuyện đáng tiếc xảy ra như vậy? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, Đăng vì không có việc làm nên mới xin bị cáo đi làm phụ hồ. Nhưng mà làm mới được một thời gian thì Đăng xin nghỉ vì trả tiền lương trễ. Nhưng mà thưa hội đồng xét xử, đó là công trình khoáng, khi nào xong hết công việc thì mới có tiền. Không chỉ riêng Đăng mà tất cả mọi người đều như vậy. Mà Đăng không hiểu, Đăng suốt ngày qua nhà bị cáo kiếm chuyện hành hung cướp tài sản của bị cáo. Tại sao anh không giải thích cho bị cáo hiểu rõ vấn đề? Dạ thưa hội đồng xét xử, tôi có giải thích cho Đăng rồi nhưng mà Đăng không có chịu nghe. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất hiểu hoàn cảnh hiện giờ của Đăng. Vợ thì vừa mới sinh nở, còn phải nuôi con nhỏ nữa. Bị cáo không muốn báo cơ quan công an đâu, nhưng mà tại vì Đăng nhiều lần nhắn tin đe dọa hành hung bị cáo, bị cáo sợ Đăng làm liều. Chứ thật tình bị cáo không muốn Đăng vô tù. Mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Đăng. Mời anh ngồi xuống. Mời ông Vũ Văn Lợi đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có biết gì về mâu thuẫn giữa con mình và bị hại không? Thưa hội đồng xét xử, tôi có biết. Nhưng mà thiệt tình là tôi thấy con Ngọc nó đi sanh mà không có tiền, rồi thằng Đăng đi làm mà không có được lãnh tiền, tôi cũng nóng ruột. Thì bữa đó tôi có xúi nó đòi cho bằng được số tiền mà người ta đã thiếu nó. Nhưng mà tôi đâu có dè, giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Vậy ông có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, bây giờ vợ thằng Đăng nó sanh con nhỏ, hôm nay không ra tòa được. Mà thằng Đăng là trụ cột gia đình, bây giờ nó ở tù mấy năm trời thì tội nghiệp cho vợ con nó, không biết sống làm sao đây. Thì mong hội đồng xét xử giảm án nhẹ cho nó, thì nó còn về lo cho vợ con nó nữa. Mời em ngồi xuống. Bị cáo Trần Minh Đăng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử. Dạ, xảy ra sự việc này bị cáo rất là ân hận. Bị cáo thành thật xin lỗi Dũng. Hiện tại bị cáo còn con nhỏ không ai lo. Vợ bị cáo thì mới sinh bé nên không có làm ra tiền. Xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm về lo cho vợ cho con. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án.
Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Trần Minh Đăng đối với bị hại Bùi Tiến Dũng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật. Vì những mâu thuẫn vấn đề tiền bạc mà bị cáo Đăng đã nhiều lần đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản là chiếc máy bơm. Tuy nhiên, bị cáo đã được bị hại xin giảm án, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là những tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 168 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đăng 3 năm tù về tội cướp tài sản. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt lệ rơi. Một phiên tòa diễn ra không phải trong sự uất ức tột cùng của bị hại, cũng không phải trong sự lên án của dư luận, nhưng vẫn khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Tôi suy nghĩ về bị cáo Đăng. Vì cuộc sống quá vất vả, quá túng quẫn đã khiến anh có những hành động không đúng mực. Tôi suy nghĩ về bị hại Dũng. Tuy bất bình trước hành vi của Đăng, nhưng vẫn mong bạn mình được khoan hồng vì thấu cảm cho chính hoàn cảnh của kẻ phạm tội. Tôi còn nghĩ về những đứa trẻ là đứa con mới chào đời ngay trong ngày ba mình phạm tội. Rồi giờ đây, hai con nhỏ với người vợ còn thời ở cử, họ sẽ sống ra sao khi trụ cột gia đình vướng vòng tù tội? Vậy mới biết rằng chỉ một phút bốc đồng, chỉ vì món lợi nhỏ mà làm điều sai trái, thì hậu quả mang lại sẽ lớn lao đến nhường nào. Chị, má không có cho em xếp đồ, má nói em xếp ẩu xếp tả. Thôi, thôi chị đi vô chị phụ má cho. Thôi. Sao vậy? Chị ngồi đó đi, chị vô má công á, má la luôn chị bây giờ á. Mà nè, anh hai á đi làm khi nào về vậy? Em thấy anh đi lâu lắm rồi đó. Chị cũng không biết nữa, mà chắc kỳ này đi lâu á, tại vì nghe nói công trình cũng lớn lắm. Nói chứ em cũng muốn má ở đây cho tiện, nhưng mà má không có muốn ở đây, má có muốn về với chị không à. Mà phần á thì anh Hải á, anh cũng hay khắc khẩu với má, cho nên là em cũng không biết tính làm sao. Mà em thấy á, má cũng hay la chị, không biết làm sao mà má có muốn về ở với chị không à. Thì má nói vậy thôi chứ chị có cãi gì má đâu. Mà lúc trước á, má dễ chịu lắm, má cũng thương chị nữa. Từ ngày má bệnh, má đau lưng nhức mỏi, má đổi tính nết, má khó chịu quá. Phận làm dâu con thì mình nhịn thôi chứ giờ làm gì giờ. Thì bởi nhiều khi á, em cũng bực bội lắm luôn á, em tức điên luôn á chị. Mà nghĩ là con dâu á nên thôi mình nhịn cho rồi. Mà chị biết không, nhiều khi á, má ruột mình á, mình còn chưa ngoan được như vậy nữa. Ủa má xong rồi hả má? Má, ủa cái quần đen giống giày của tôi đâu mà sao tôi tìm không thấy vậy? Dạ chắc là con chưa giặt á má, để ngày mai con giặt xong con đem qua cho má nha. Đồ thay ra là phải giặt liền nó mới sạch chứ, làm có nhiêu đó thôi mà cũng không xong là sao. Thôi đi. Dạ. Dạ má về. Chị về nha. Dạ. Trời ơi, bộ điếc hay sao mà mở lớn quá vậy? Ôi trời ơi. Má, để con lau tay cho má, sạch sẽ mát mẻ mà mình ra mình ăn cơm nha má. Suốt ngày cái mở cái tivi lên hoài à, tôi đau đầu lắm. Sao cô không có kêu nó học hành gì đi, tối ngày cái dán mắt vô cái tivi hoài vậy? Cô mà chiều nó quá đó là sau này á nó đi đứng đường đứng chợ đó cô coi. Sao má la cháu như vậy? Dù gì nó cũng còn nhỏ, nếu mà nó làm má không hài lòng á thì má nhắc nhở nó nghe lời má mà. Cô Bình nó vừa vừa thôi, tôi muốn tốt cho nó thì tôi mới nói như vậy. Cô đừng có đóng họng cô cãi tôi. Thôi cô đi ra ngoài giùm tôi đi. Con nói vậy thôi chứ con có cãi gì má đâu. Má,
Hôm nay con nấu toàn món ngon má thích không à. Má ra ngoài ăn miếng cơm để con uống thuốc, để tối nhất lương má ngủ không có được á. Đi ra đi. Tôi mệt lắm. Tôi đã nói rồi tôi không ăn uống gì hết. Cô đi ra khỏi phòng tôi đi. Trời ơi, tôi mệt gì đâu. Gì? Con vô mời bà nội ăn cơm đi con. Nhưng con sợ bà nội la con. Không có đâu. Bà nội nói vậy thôi, chứ chút xíu là bà nội hết giận à. Nha, con vô mời bà nội ra ăn cơm đi. Nhưng mà thôi khỏi. Tôi đau cột sống chứ tôi không có bị bại liệt đâu. Dạ, con mời má ngồi ăn cơm. Ăn cơm sao không lo ăn cơm? Mà con mắc cái dán vô cái tivi hoài vậy? Lo cái coi tivi hoài. Đập bể cái tivi đi. Gì? Lo ăn cơm đi con. Má, má cho con coi đi tí đi má. Bộ phim này sắp hết rồi, khúc này hay lắm má. Má cho con coi đi má. Cô cứ chiều nó hoài, có ngày nó leo lên đầu cổ ngồi đó. Coi mà khôn ra thì coi. Còn coi nói mà không có nghe lời á thì đập bể cái tivi luôn đi. Nó con đập bể tivi của con. Không được hỏi với nội. Lo ăn cơm đi. Thôi khỏi cô, khỏi cần gấp cho tôi. Cô lo cô dạy con cô kìa. Hết con rồi tới má. Cô chị không có nổi mà. Má, cháu nó còn nhỏ, có gì từ từ má dạy. Chứ má la nó hoài tội nghiệp nó quá. Tội nghiệp cái gì? Ý cô nói là tôi làm tình làm tội hai mẹ con cô hả? Nếu mà sống không nổi thì đi đi. Hai mẹ con cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Má, tôi không muốn nhìn thấy mặt hai mẹ con cô nữa. Tụi đi giùm tôi đi. Nhi, con xin lỗi bà nội con. Nội, nội. Đi đi ra đi. Tôi không có bà cháu gì với mấy người hết đó. Đi ra đi. Nếu mà không đi là tôi báo chính quyền đó. Cô Định nhớ, nhà này tôi đang đứng tên. Tôi nói thằng Định con tôi á, nó sẽ ly dị cô. Cô đi đi. Nếu không đi rồi tôi báo chính quyền đó. Đi đi. Không đi con. Ơi, mệt gì đâu á, bực bội mà. Bực bội gì đâu không à? Gặp gì đâu không đó. Má, giờ mình đi đâu hả má? Sao nội lại ghét hai má con mình dữ vậy má? Con nhớ lúc trước nội thương má con mình lắm mà. Thì bà nội già rồi nên bà nội đổi tánh. Với lại bà nội bệnh nên bà nội đau nhất cũng khó chịu nữa. Bà nội la chút xíu bà nội hết giận à. Bây giờ má dắt con qua nhà thím Hạnh. Nhưng mà sau này con phải ngoan. Ăn cơm thì ăn đàng hoàng, phải tắt tivi. Đừng có để bà nội giận nghe không? Dạ. Thôi mình đi con. Hả? Chị nói gì? Má đuổi hai má con chị đi luôn rồi hả? Con còn chưa kịp ăn cơm luôn á thím. Trời ơi, tội cho con quá à. Bé Nhi, trong bếp còn cơm đó con, vô trong lấy ăn đi. Dạ. Đi đi con. Dạ con đi. Ừ. Thiệt tình á, chị cũng không hiểu sao má đổi tính kỳ cục như vậy luôn á. Hồi đó ông xã chị còn ở nhà, má có giận gì, má chỉ nói nặng nói nhẹ vài câu à. Từ ngày má bệnh, rồi ông đi làm ăn xa, có đụng chuyện gì là má đuổi hai má con chị đi à. Em có nhớ hôm bữa má đuổi đi rồi má đi tìm về không? Em nhớ chứ. Nhưng mà má cũng hay la chị,
Nhưng mà thiệt tình ra là má thương chị nhiều nhất luôn á. Chị có nhớ cái hồi mà má qua đây chơi không? Chơi có vài ngày rồi má cũng muốn về với chị à. Em nói chị nghe nè, chị ráng đi, ráng nhịn má đi. Thì chị có cãi về má đâu. Má la chị cũng im lặng mà nhịn. Tại kỳ này chị ức quá, chị mới cãi lại má vài câu á. Thì mà má đuổi má con chị đi luôn à. Thôi. Nhớ lại lúc trước á, lúc má mới bệnh kìa, chị chạy ngược chạy xuôi lo cho má, cơm dâng nước rót mà bị đối xử như vậy chán lắm luôn. Dạ giờ biết làm sao giờ, thôi chị ráng đi. Đợi vài bữa má hết giận rồi á, anh hai về á rồi mình bàn tính tiếp. Nếu mà không được nữa thì em với chồng em á đưa má về đây nha. Thôi ngồi chơi với em chút chứ ngồi má bớt giận rồi chị về. Dạ. Thôi cho chị gửi Mỹ Nhi lại đây nha. Dạ, chị cứ để nó ở đây đi. Rồi chừng nào hết giận rồi chị đưa nó về. Nhưng mà em nói thiệt luôn á, chị có về bển á, má có nói gì á thì chị cứ nhịn đi, chị đừng có nói lại má. Thôi chị biết rồi. Nhưng mà thôi, chắc chị về á, má bệnh ở nhà để chị về chị coi má làm sao, chứ đâu có dám để má một mình ở nhà đâu. Vậy cũng được. Vậy chị cứ về đi rồi để Mỹ Nhi ở đây cho em. Khi nào má hết giận á là chị qua rước nó về ha. Tưởng làm sao, đã là cho đi về để ở rồi mà còn không biết ơn nữa, không có rót được miếng nước để lên đầu giường cho mình nữa. Bị cáo Phạm Hồng Nhung, tại sao bị cáo lại có hành động đổ thuốc trừ sâu vào bình nước nhằm đầu độc mẹ chồng mình là bà Nguyễn Thị Bảy? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo thật sự bữa đó rất là giận má chồng, tại vì má chồng mắng nhiếc bị cáo rất là nhiều lần. Có khi đuổi bị cáo đi, đốt cả quần áo của bị cáo nữa. Bao nhiêu lần bị cáo nhẫn nhịn, không dám cãi, vẫn chăm sóc cho má. Nhưng mà bữa đó bị cáo nhớ lại những lúc bị đối xử khắc nghiệt khó khăn như vậy, bị cáo rất là ức, cho nên tôi nói thằng định nó sẽ đi vậy. Cô mà chiều nó quá đó, là sau này á nó đi đứng đường đứng chợ nó không coi. Vì quá giận má chồng cho nên bị cáo mới làm bậy. Bị hại đối xử không tốt
sao bị cáo không nói rõ để hai mẹ con cùng giải quyết mà lại chọn cách tiêu cực trái pháp luật như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, thật ra lúc trước má chồng rất thương bị cáo. Đi đâu má chồng cũng muốn về ở với bị cáo. Nhưng mà từ khi má chồng đổi bệnh, đau lưng cho nên đổi tánh, khắc nghiệt hơn, khó khăn hơn với con cháu. Chuyện gì má chồng cũng đem ra mắng chửi được. Đuổi mẹ con bị cáo đi rất là nhiều lần. Những lần như vậy bị cáo có góp ý, có xin má bớt khó khăn khắc nghiệt hơn với con cháu, thì má chồng bị cáo lại càng giận dữ hơn, càng chửi nhiều hơn nữa, đuổi mẹ con bị cáo ra khỏi nhà, còn xúi chồng bị cáo ly dị bị cáo nữa. Phận làm dâu, bị cáo chỉ nhịn cho qua. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hồng Nhung đối với bị hại là bà Nguyễn Thị Bảy là giết người. Bị hại và bị cáo vốn có mối quan hệ mẹ chồng con dâu, nhưng chỉ vì những xung đột, mâu thuẫn không đáng có mà bị cáo đã có hành vi dùng thuốc trừ sâu nhằm đầu độc bị hại, thể hiện sự coi thường tính mạng con người. Tuy nhiên, xét bị hại cũng có lỗi khi đã thường xuyên la lối vô cớ, có hành vi cư xử không đúng mực, gây ức chế dồn nén. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Vụ việc chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù về tội giết người. Mời bà Nguyễn Thị Bảy là người bị hại trong vụ án đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Theo cáo trạng, một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do sự quá khắt khe của bà trong cách hành xử với con dâu. Bà có ý kiến gì về điều này không? Kính thưa hội đồng xét xử, thật sự trong những đứa con dâu, người mà tôi yêu thương nhất đó là con Nhung. Dù tôi có đi nơi nào đi nữa, tôi cũng mong về ở với nó. Nhưng trong những năm gần đây, tôi bị bệnh, trong người tôi đau nhức dữ lắm, nên tánh tình tôi có thay đổi, thường hay cáu gắt. Từ khi con Nhung nó gây án, tôi mới nhận ra là mình hành xử sai. Tôi thật quá đáng. Má xin lỗi con, má sai rồi. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Nhung hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, mặc dù là con Nhung nó muốn sát hại tôi, nhưng suy cho cùng, tôi là người có lỗi. Tôi thường hay làm khổ con khổ cháu. Trước giờ đó, mỗi lúc tôi đau ốm bệnh hoạn, Nhung mới thường chăm sóc cho tôi tận tình lắm. Mà bây giờ nó hành động như vậy, tôi nghĩ là nó bức xúc lắm. Kính xin hội đồng xét xử thương tình giảm án nhẹ cho nó. Có như vậy trong lòng tôi mới đỡ ái nấy. Mời bà ngồi xuống. Mời anh Trần Minh Định là chồng của bị cáo đứng lên trả lời câu hỏi của đồng xét xử. Anh có biết mâu thuẫn giữa mẹ mình và vợ là chị Nhung hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, thật ra thì do công việc cho nên tôi phải thường xuyên đi công tác xa. Công việc chăm sóc má, một tay vợ tôi chu toàn tất cả. Ngày xưa má với vợ tôi yêu thương nhau nhiều dữ lắm. Má còn định là để ngôi nhà lại cho hai vợ chồng tôi,
Nhưng thời gian gần đây, tính tình má tôi có thay đổi. Tôi cũng biết là má lớn tuổi rồi, nhiều bệnh nữa, cho nên là tính tình thay đổi như vậy. Nhưng mà để tới dẫn đến hành động mà vợ tôi muốn giết người như vậy, thực tình là tới giờ tôi cũng không thể nào tin được. Vậy anh có ý kiến gì với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát dành cho bị cáo Nhung hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, hiện giờ tôi chỉ mong là hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội tình cho vợ tôi. Chứ tôi nghĩ là chắc do vợ tôi bức xúc nhiều quá cho nên là mới có những hành động dại dột như vậy. Chứ nào giờ vợ tôi tính tình ngoan hiền lắm, đâu đến nỗi như vậy. Mời anh ngồi xuống. Mời chị Nguyễn Thị Hạnh, cũng là con dâu và là người làm chứng trong vụ án, đứng lên trả lời câu hỏi đồng xét xử. Cũng là con dâu, chị có thấy những thay đổi khác thường của mẹ chồng trong cách hành xử hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thật sự má chồng tôi thời gian gần đây tính tình có hơi thay đổi. Má khó tính, hay gắt gỏng với con cháu. Cái ngày mà má đem bình nước sôi có chứa thuốc trừ sâu qua bên tôi, má nói có người muốn giết má. Nhưng thật sự lúc đó tôi không thể tin đó là chị Hai. Vì chị Hai bản chất thường ngày á, chị rất là hiền lành và chị cũng rất là nhẫn nhịn. Nhưng khi má biết được đó là chị Hai gây án, má tự trách bản thân mình hơn. Vì nhiều lần má hay khắt khe và khó chịu với chị Hai. Tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xem xét lại và giảm án cho chị Hai. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Phạm Hồng Nhung, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận về việc làm của mình. Bị cáo muốn xin lỗi má mình và muốn cảm ơn má đã hiểu và thông cảm cho hành động của con. Vì ức ức cho nên con mới dại dột làm bậy. Bị cáo đã biết mình sai, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ bản án cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hồng Nhung đối với bị hại Nguyễn Thị Bảy là giết người. Vì những ức chế dồn nén trong mối quan hệ mẹ chồng con dâu, bị cáo đã có hành vi đổ thuốc trừ sâu vào ấm nước nhằm đầu độc mẹ chồng. Tuy đây là một hành động bộc phát nhưng vẫn cần được xử lý nghiêm vì gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác. Bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên, xét bị hại có lỗi khi làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng, khi thường xuyên la mắng, đỉnh điểm là đốt hết tư trang quần áo của bị cáo. Sau khi bị bắt, bị cáo đã ăn năn hối cải, thành thật khai báo, thể hiện tính hợp tác, xem xét những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Nhung 5 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Thật lâu rồi tôi mới lại chứng kiến một vụ án mà cả bị cáo lẫn bị hại đều ý thức được những lỗi lầm của chính mình. Đó là bị cáo Nhung
cô con dâu từng rất ngoan hiền, nhẫn nhịn, nhưng cũng vô cùng nhạy cảm. Khi bị mẹ chồng là bị hại bẫy, thường xuyên la rầy, đã có hành động nông nổi là đổ thuốc sâu vào ấm nước để đầu độc mẹ chồng. Nhìn hai người phụ nữ của hai thế hệ là trung tâm của phiên tòa hôm nay, tôi chợt nghĩ, giá như người mẹ chồng ấy biết thông cảm, biết tôn trọng con dâu mình hơn, thay vì những cách hành xử quá đáng. Còn người con dâu hiểu hơn cho sự thay đổi, cho những cảm xúc của người già, thì đâu ra nông nổi, thì đâu có cảnh cả bị cáo lẫn bị hại nhìn nhau đầy đớn đau trong phiên tòa mà cả hai đều biết mình mang lầm lỗi.